các bạn, video này tôi xin giới thiệu các bạn danh sách mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC 450-8 của Komatsu phần 2. Đối với phần 2 thì danh sách mã lỗi có từ CA 554 đến DI2EKB. Sau đây mời các bạn cùng xem. Đối với mã lỗi đầu tiên của phần 2 này, đó là mã CA 554. Mã lỗi này được xác định bởi hộp đen của động cơ, lỗi tín hiệu cảm biến áp suất trong hệ thống nhiên liệu. Mã CA 559 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi hệ thống nhiên liệu có áp suất thấp. Mã CA 689 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi mạch cảm biến tốc độ của động cơ NE. Mã CA 731 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi mạch cảm biến tốc độ dự phòng động cơ backup. Mã lỗi CA 757 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E10, lỗi liên quan đến dữ liệu động cơ bị mất. Mã CA 778 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi mạch cảm biến tốc độ động cơ dự phòng backup. Mã CA 1633 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E0E hoặc loại lỗi là E0E. Đây là lỗi hành động cho người thợ vận hành nhỉ. Nội dung là lỗi mạch của động cơ, xin lỗi, lỗi mạch của hệ thống Comnet kết nối dữ liệu không kết nối được, hay nói cách khác tức là không cập nhật được. Mã CA 2185 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E14. Ở đây là lỗi mạch cảm biến mức ga có điện áp cao lớn hơn 5,25V. Tiếp theo, mã lỗi CA 2186 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E14, lỗi mạch cảm biến tay ga điện áp thấp. Mã CA 2249 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi hệ thống nhiên liệu có áp suất thấp. Mã CA 2555 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi mạch dơ le sấy có điện áp đội thấp. Mã CA 2556 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi mạch dơ le sấy có điện áp lỗi cao. Mã B110KB lỗi mạch dơ le ắc quy có tín hiệu bất thường. Mã D196KA lỗi dơ le cầu thang không kết nối. Mã D196KB lỗi mạch dơ le cầu thang bị bất thường. Mã DA25KB lỗi đầu ra nguồn 1 cảm biến áp 5V bất thường. Tiếp theo, mã DA2RMC lỗi liên quan đến kết nối CAN không thể kết nối được. Các bạn hiểu CAN đây tức là các mạng lưới kết nối lỗi khối giữa hộp đen, hộp điều khiển của động cơ, điều khiển của bơm, điều khiển của màn hình hoặc điều khiển của cốp chắc đối với xe PC 450-8. Tiếp theo, mã DA2SKQ lỗi lựa chọn loại máy model. Mã lỗi DAFRMC lỗi kết nối CAN không thể kết nối giữa hộp điều khiển của động cơ và bơm. Lỗi DHPAMA cũng là lỗi cảm biến bơm trước bất thường, điện áp có thể nhỏ hơn 0.3V hoặc lớn hơn 4.42V. Tiếp theo, mã DHPPMA là lỗi cảm biến bơm sau bất thường có điện áp nhỏ hơn 0.3
hay lớn hơn 4,42V. Mã DHS3MA là lỗi cảm biến PC van khi thao tác cầu vào có điện áp nhỏ hơn 0.3 hay lớn hơn 4,72V. Tiếp theo mã DHS4MA là lỗi điện áp cảm biến áp suất thao tác cầu cục vào có điện áp nhỏ hơn 0.3 hay lớn hơn 4,42V. Mã lỗi DW43KA là lỗi không có dòng từ đầu ra của van điện solenoid của tốc độ di chuyển. Tiếp theo, mã lỗi DW43KB là lỗi van điện solenoid tốc độ di chuyển có dòng bất thường. Tiếp theo, mã lỗi DW45KA, mức độ lỗi là E03, lỗi van điện solenoid phanh quay toa không có dòng. Tiếp theo, mã lỗi DW45KB, mức độ lỗi là E03, lỗi van điện solenoid phanh quay toa có dòng bất thường. Tiếp theo, mã DW91KA, lỗi van điện di chuyển thẳng không có dòng. Tiếp theo, mã lỗi DW91KB, lỗi van điện di chuyển thẳng, ở đây là hòa mạch, có dòng bất thường. Tiếp theo, mã lỗi DW0KA, lỗi van điện hòa bơm, không có dòng. Tiếp theo, mã lỗi DW0KB, lỗi van điện hòa bơm, có dòng bất thường. Tiếp theo, mã lỗi DW0KA, lỗi van điện của van định áp suất hai trạng thái không có dòng. Tiếp theo, mã lỗi DW0KB, lỗi van điện định áp suất trạng thái hai trạng thái có dòng bất thường, chúng ta hay có thể gọi tiếng Anh gọi là open, tức là hở mạch, đúng không ạ? Tiếp theo, mã DXA0KA được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi van điện PC EPC của bơm không có dòng. Tiếp theo, mã lỗi DXA0KB được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi van điện PC EPC có dòng bất thường. Tiếp theo, mã DXE0KA được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi van điện NS EPC không có dòng. Tiếp theo, mã DXE0KB được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi van điện NS EPC có dòng bất thường. Tiếp theo, mã DXE4KA được xác nhận hộp đen của bơm, mức độ lỗi là E03, lỗi van điện EPC service không có dòng. Ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn, lỗi EPC service đó là loại van mà ất tách, tức là họ làm dự phòng cho chúng ta để chúng ta có thể lắp thêm những các phụ kiện khác, ví dụ như búa, ví dụ như ngoạn hoặc những thiết bị khác ngoài gầu ra. Tiếp theo, mã DXE4KB được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi van điện EPC service có dòng bất thường. Tiếp theo, mã DI20KA được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi motor gạt nước làm việc bất thường. Tiếp theo, mã DI20MA được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi liên quan đến motor gạt nước dừng không bình thường. Mã lỗi DI2CKB được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi hệ thống nước rửa kính motor không kết nối. Mã lỗi DI2DKB
Được xác nhận hộp đen của bơm. Lỗi mô tô rửa kính trước mất tín hiệu. Lỗi mã lỗi DI2EKB. Được xác nhận hộp đen của bơm. Lỗi mô tô rửa kính sau bị mất tín hiệu. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn danh sách bảng mã lỗi phần 2 của xe máy xúc thủy lực PC450-8 hoặc -8R của Komatsu. Ở phần 2 này, danh sách mã lỗi có từ CA554 đến hết. Tổng số phần 2 này chúng ta có 44 mã lỗi. Trong toàn bộ mã lỗi của máy xúc thủy lực là 92 mã lỗi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mọi đóng góp, ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ noi.komatsuvietnam@gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Mời các bạn đón xem các video tiếp theo của máy xúc thủy lực PC450-8 và các loại máy khác của Komatsu. Ở đây tôi xin thông báo với các bạn, tôi không cung cấp tài liệu cũng như gửi cho các bạn các tài liệu nếu các bạn có viết yêu cầu ở phía dưới. Toàn bộ các thông tin cũng như tài liệu tôi đã làm ở trên các video này. Vì vậy, chúng ta không nên viết những comment như vậy. Nếu bạn nào vi phạm, tôi sẽ xóa đi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.